Dạ, dạ thế hàng tháng. Thế khoán đúng không? Dạ, dạ. Thế một tháng là phải nộp bao nhiêu đấy hả? Dạ, dạ. Thế một tháng mình nộp bao nhiêu? Dạ. Mới đây, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Khoa đã có buổi kiểm tra tình hình sự cố cống ngăn chiều bung nắp khiến nước tràn vào nhà dân ở hai phường quận 12 xảy ra vào đêm 20 tháng 1. Tại buổi kiểm tra, Giám đốc Trung tâm Điều hành chống ngập nước thành phố, ông Nguyễn Ngọc Công đã có báo cáo nhanh với Bí thư Thành ủy thành phố tối ngày 2 tháng 1 do đỉnh chiều tại trạm Phú An, sông Sài Gòn đạt mức 1,48m, dâng cao nên khiến bộ phận chốt cửa cống Cán Dù do Trung tâm chống ngập làm chủ đầu tư bị bung. Ngoài ra, tại vị trí cống ngăn chiều 8 Du do Ủy ban Nhân dân quận 12 quản lý cũng bị gãy trục và trôi cửa cống. Cho nên, nước chiều bị xâm nhập phía bên trong tuyến rạch giao khẩu và rạch Cá 4 gây ngập một phần khu dân cư phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc của quận 12 và một phần ở khu vực phường 15 quận Gò Vấp. Cũng theo đại diện Trung tâm chống ngập thành phố, cống ngăn chiều Cán Dù thuộc dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn, tổng mức đầu tư 490 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2007 và hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2009 đến nay. Trong 7 năm qua, cống Cán Dù đã vận hành tốt và khá phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, một số hộ dân tự ý kích cửa chèn đá vào cửa cống để lấy nước làm hỏng hư các thanh chốt. Ứng phó kịp thời với sự cố trên, quận 12 đã được Bí thư Thành ủy thành phố Đinh La Thăng đã biểu dương. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các đơn vị phải chủ động khắc phục, sửa chữa không để xảy ra những vụ tương tự và thường xuyên kiểm tra kịp thời để sửa chữa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Văn Khoa yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 12 khẩn trương khắc phục hậu quả và rà soát lại những thiệt hại của bà con để có những chính sách hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, Trung tâm điều hành chống ngập phải nhanh chóng khắc phục sửa chữa hai cống trên trong thời gian 7 ngày để hoàn thành. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa yêu cầu phải duy trì hai máy bơm để bơm nước ra nếu bên trong nước bơm và để bà con lấy nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.